là đến cảng cá Quy Nhơn và các bạn mua vé 200.000 một người thì và đi cho các bạn đi cano đây các bạn cano có thể nhìn thấy. Người hướng dẫn viên đầu tiên của đảo Cô Lô Xanh à, cảnh đây là đẹp nhất của đảo Cô Lô Xanh, như là giếng tiên, bàn cờ tiên, uống nước tiên. Tôi đang ngồi tại sủng nước tiên. Nước tiên này rất linh nghiệm. Mong các anh, các chị, các cô, các bác 63 tỉnh thành nhanh chóng bước về đảo Cô Lô Xanh. Nhớ điện thoại số chú Sơn 0369169979. Cái kính như này nhìn thấy san hô thì cá bơi tung tăng dưới và nói là cảm giác rất là tuyệt vời, không phải nơi nào cũng có thể có được cái cảm giác như này, nhất là cái một cái thuyền đáy kính rất là đơn giản gọn nhẹ như này, có thể chúng ta có thể đi ngắm xung quanh đây được, rất là tuyệt vời. Thank you.